Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.751.227 ca nhiễm. Từ 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, cả nước ghi nhận 913 ca mắc mới. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 7.626 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.732.548 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.